Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp mặt các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang và các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thời sự chính trị nổi bật trong tỉnh, trong nước, khu vực và quốc tế thời gian qua. Kết quả công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Nội dung cơ bản đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh mong muốn cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh phát huy hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, ra sức thi đua đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh, tạo ra động lực mới, khí thế mới, góp phần xây dựng đất nước và tỉnh Lào Cai giàu về kinh tế, phát triển về văn hóa xã hội, vững mạnh về quốc phòng an ninh. Tại buổi gặp mặt, ban tổ chức đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 16 đồng chí nguyên lãnh đạo chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn, ban chỉ huy quân sự cấp huyện và tương đương trở lên và tặng quà cho các đại biểu tham dự.